Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục cả series, đấy chính là những bộ PC rất khủng. Và trên bàn của mình đây, các bạn nhìn vào là các bạn thấy đấy, nó rất là khủng luôn. Và mức giá của nó là khoảng tầm hơn 300 triệu các bạn, rất là nhiều. Và nhìn vào đây, nhìn với số lượng card loại như thế này thì các bạn cũng đã đoán được là nó dùng để làm gì đấy. Đấy chính là nó sẽ phục vụ cho nhu cầu để về trí thông minh nhân tạo. Nhưng mà nó không giống như là những bộ trí thông minh nhân tạo trước đây, mà bên trong nó được cải tiến rất là nhiều rồi. Và nó cải tiến ở điểm nào thì mình sẽ nói sau nhá. Và với một mức giá nó khoảng tầm 300 triệu như thế này thì đương nhiên những linh kiện bên trong của nó phải nói là phải tương xứng nhé. Và kết hợp với đó đấy chính là nó phải hoạt động một cách rất là ổn định, bởi vì dù sao với nhu cầu của trí thông minh nhân tạo, các bạn sẽ hoạt động gần như là 24/7 và hoạt động từ ngày này qua ngày khác. Với sự ổn định như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ có sự lựa chọn về CPU, đấy chính là hai con CPU Xeon E5v3 cùng với đó là 64GB RAM SSD. Và đây gần như là sự lựa chọn gần như là bắt buộc cho các bạn rồi, để nó có thể hoạt động một cách là ổn định 24/7. Bom máy chủ được lựa chọn đấy chính là ASUS Z10PE-D8WS, một trong những bom máy chủ có thể nói đấy chính là sự lựa chọn tốt nhất về sự ổn định cho doanh nghiệp cũng như là những dự án lớn. Các đồ họa thì đương nhiên chúng ta sẽ update lên không phải là GTX 1080 Ti nữa, mà đây đấy chính là 4 con ASUS RTX 2080Ti Dual để phù hợp với cả những phần mềm mới. Bộ nguồn là Corsair AX 1600i. Bên nó tất cả linh kiện sẽ được nằm bên trong vỏ cây là Thermaltake View 71, ổ cứng là Seagate Barracuda 4TB, kèm với đó là SSD Samsung 860 Pro dung lượng 1TB các bạn ạ. Phần còn lại của hệ thống đấy chính là hệ thống tản nhiệt nước chuyên dụng mà mình sẽ đề cập sau. Với cấu hình phần cứng thì những bộ PC để dành cho trí thông minh nhân tạo thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào phần mềm. Phần mềm nó sẽ quy định cấu hình phần cứng các bạn sử dụng như thế nào, thế nên là mỗi phần mềm nó sẽ có một phần cứng support khác nhau. Và như bạn thấy đấy chính là với thế hệ RTX mới thì nó có bên trong là một loại nhân, đấy chính là nhân Tensor Core, mà trước đây các bạn sẽ không thấy ở trên những dòng GTX, mà các bạn chỉ thấy ở trên đấy chính là con Titan V mà thôi. Và với sự xuất hiện của Tensor Core như thế này thì nó sẽ đẩy hiệu năng làm việc về trí thông minh nhân tạo của những con RTX như là RTX 2080, RTX 2080 Ti nó lên rất là nhiều luôn. Mặc dù mức giá của RTX thì nó không rẻ, và như một số trang nước ngoài thì họ có test đấy chính là hiệu năng làm việc về trí thông minh nhân tạo của con RTX 2080 Ti có nhân Tensor Core nó gấp khoảng 50% so với cả con GTX 1080 Ti. Đấy, nó hơn rất là nhiều. Mặc dù với mức giá thì RTX nó không rẻ một chút nào, nhưng mà mình nghĩ là trong cái trường hợp đấy chính là GTX nó dần hết hàng hiện nay thì với RTX 2080 hay là RTX 2080 Ti nó sẽ dần trở thành một sự lựa chọn số 1 dành cho những bạn nào làm về Deep Learning. Nhưng điểm nâng cấp đáng giá nhất ở trên hệ thống AI lần này đấy chính là hệ thống tản nhiệt nước custom. Nếu như trước đây với những bộ máy trước ấy, thì các bạn có thể thấy là nó vẫn rất là mát đúng không? Nhưng mà đặc điểm mặc định của tản nhiệt nước custom đấy chính là nó sẽ rất khó để nâng cấp hay là xử lý sự cố vệ sinh các thứ vân vân. Thì với hệ thống tản nhiệt nước custom lần này thì nó đã được tích hợp thêm giải pháp tháo lắp cực kỳ nhanh, đấy chính là EK manifold. Giải pháp EK manifold này đã được EK trưng bày phiên bản thử nghiệm tại sự kiện là Computex 2018 và Hà Nội Computer đã làm việc để đặt riêng dành cho thị trường Việt Nam. Với một bộ kit như thế này thì các bạn sẽ có một chiếc là EK manifold dùng để chia luồng nước ra cho tối đa là 6 linh kiện. Ở đây sẽ bao gồm là 2 CPU và 4 VGA. Ngoài ra ở bên trong chiếc manifold này các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh việc đấy chính là chạy tất cả linh kiện trong một đường nước hoặc chạy riêng mà mọi người hay gọi là door loop. Phần còn lại các bạn sẽ có là những module nhỏ dùng để gắn vào block của CPU và block của VGA. Ở trên mỗi module như thế này các bạn sẽ có một đầu kết nối nhanh và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách thoải mái tháo lắp linh kiện mà không cần phải tháo nước. Và toàn bộ phần fitting của hệ thống này và phần fitting của hệ thống manifold nó sẽ được sử dụng theo tiêu chuẩn của máy chạm, giống như là ở trên Nvidia DGX, mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền của nó. Khi nhựa có thể chịu được tới là gần 100 độ, con ống nó sẽ chịu được gần là 110 độ mà vẫn giữ nguyên chất lượng của nó. Như các bạn có thể thấy thì việc tháo lắp từng fitting ở chỗ CPU cũng như là GPU của nó rất là dễ dàng luôn. Chỉ việc các bạn rút chốt ra và ngay lập tức nó đã được tháo ra và không cần phải rút nước. Điều này nó mang lại cho các bạn sự tiện lợi rất là nhiều khi mà có một linh kiện hỏng hay là cần thay thế một cái gì đấy. Đó cũng chính là lý do mà hệ thống tản nhiệt nước này nó có giá cao hơn khá là nhiều so với cả thế hệ cũ. Nó có giá lên đến là gần 70 triệu các bạn ạ. Và bù lại thì các bạn sẽ loại bỏ được hoàn toàn điểm yếu, có thể nói là điểm yếu nhất ở trên tản nhiệt nước custom, đấy chính là khả năng nâng cấp hay là thay thế linh kiện. Có một điều khá là đáng tiếc đấy chính là chưa có phần mềm benchmark nào để có thể đánh giá được hết hiệu năng của những bộ PC như thế này. Thế nên là phần đó thì mình sẽ tạm bỏ qua nhá. Và bây giờ các bạn hãy cùng